Nhà chức trách vùng biên giới Bryansk của Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tấn công nhằm vào khu vực này. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 30 tháng 4, ông Alexander Bogomaz, thống đốc vùng biên giới Bryansk của Nga, cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào khu vực làng Suzhenka thuộc vùng này trong đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 4. Quân đội Ukraine đã tiến hành tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào khu vực làng Suzhenka. Nhiều loạt đạn đã bị lực lượng phòng không của chúng tôi đánh chặn. Tuy nhiên, một tòa nhà dân sự đã bị phá hủy một phần. Các đơn vị phản ứng nhanh đang khẩn trương có mặt tại hiện trường, ông Bogomaz nói. Nhà chức trách Nga sau đó xác nhận vụ tấn công đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng cùng một người khác bị thương. Ngoài ra, hệ thống điện tại vùng Bryansk cũng đã bị ngắt trong thời gian vụ pháo kích diễn ra. Để đáp trả, quân đội Nga đã tiến hành một vụ pháo kích nhằm vào thành phố Nikopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk vào rạng sáng ngày 27 tháng 4. Theo ông Serhiy Lizak, người đứng đầu chính quyền quân quản tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, vụ pháo kích đã khiến 7 ngôi nhà, 7 công trình dân sự, một nhà kính, một xe bus và một ô tô tại thành phố Nikopol. Một đường dây tải điện cũng đã bị hư hại một phần. Tuy nhiên, vụ pháo kích của Nga đã không gây ra thương vong về người. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Thời gian gần đây, giao tranh thường xuyên xảy ra tại khu vực biên giới Bryansk của Nga. Hôm 6 tháng 4, Thống đốc Bogomaz tuyên bố lực lượng phòng vệ biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB, đã ngăn chặn thành công một kế hoạch đột nhập lãnh thổ Nga tại khu vực làng Sukhov, quận Pogarsky ở vùng Bryansk. Theo ông Bogomaz, một màn đấu súng đã nổ ra giữa 20 biệt kích Ukraine với lực lượng phòng vệ biên giới Nga. Thông tin chi tiết về thương vong cũng như thiệt hại của hai bên hiện chưa được công bố. Trước đó, vào đầu tháng 3, đơn vị đặc nhiệm Kraken của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một tháp quan sát biên giới của Nga tại khu vực này. Sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử, các đặc nhiệm tình báo của đơn vị Kraken đã phá hủy một tòa tháp quan sát biên giới tại vùng Bryansk của Nga, tuyên bố của đơn vị Kraken viết. Một đoạn video được đăng tải cho thấy tòa tháp của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội sau khi bị ít nhất 2 UAV Ukraine tấn công.